Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live và Happy Cyber Monday. Cyber Monday là ngày mua sắm. Hôm nay quý vị có mua gì thì chúng tôi có tin tức về Cyber Monday để gửi đến quý khán thính giả. Và Cyber Monday có gì lạ, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh. Thì theo ước tính của một công ty có tên là Adobe Digital Insights, thưa quý vị, công ty này đã theo dõi thương vụ của 100 cái công ty bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, thì dự báo là ngày hôm nay Cyber Monday sẽ thu về 6.6 tỷ Mỹ Kim cho giới bán lẻ, thưa quý vị, tăng đến 16.5% so với năm ngoái. Và vào hôm Black Friday vừa qua thì công ty này đã theo dõi được là có khoảng 80% khách hàng đã mua sắm ở trên mạng và mọi người đã chi tiêu vào khoảng 5 tỷ cho ngày Black Friday vừa qua chỉ trên mạng thôi, thưa quý vị. Và Cyber Monday là cũng là ngày mua sắm lớn nhất mà cũng là ngày cuối cùng trong cái mùa mua sắm này. Và vì thế từ vài tuần trước đây thì rất nhiều công ty họ đã đầu tư cũng như là cải thiện lại các trang web của họ nhằm thu hút người mua. Và cái thời điểm mà công ty này dự đoán là sẽ có thể tắc nghẽn ở trên đa số những trang web là dự đoán là vào tối nay từ 8 giờ đến 11 giờ, thưa quý vị. Vâng, vì ta đi làm về hả? Hoặc là ta chờ đợi cũng có phút thể chót. Vậy thưa anh. Vâng, đa số là họ chờ đến phút chót sau khi mà nhiều người họ đi dò giá ở tất cả các web, cũng như là đến lúc đó thì họ mới biết chắc chắn là mình muốn mua những món gì chẳng hạn. Vâng, và quan trọng là sau 12 giờ thì quý vị cũng biết là tất cả mọi sự giảm giá đặc biệt cũng không còn nữa, cho nên đến 11 giờ là cái thời cao điểm. Và như anh Thủy đã nói, những cái mặt hàng mà được mọi người trông chờ nhất vẫn là đồ điện tử như là TV, laptop, đồ chơi, thưa quý vị. Và tất cả những cái máy chơi game là được giảm giá nhiều nhất cũng như là bán chạy nhất. Và theo số liệu từ công ty Amazon họ đưa ra vào năm ngoái ngày Cyber Monday, mỗi một giây Amazon bán ra được 740 món hàng, thưa quý vị. Và ba cái công ty mà được xem là có nhiều món hời nhất, đầu tiên là Amazon, kế đến là Walmart, theo sau là Target. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, thì các chuyên gia họ nói rằng giao thông trên đường phố sau cái ngày Cyber Monday này sẽ rất là tệ, là bởi vì các xe delivery họ sẽ giao hàng cho hàng chục triệu người Hoa Kỳ. Và theo cơ quan quản lý Los Angeles họ đưa ra thì vào năm 2014-2015, hai công ty UPS và FedEx bị nhận tổng cộng 45.000 cái ticket bởi vì họ đậu xe sai. Và 45.000 cái ticket này, hai công ty này trả ra số tiền là 4 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị, chỉ cho thành phố Los Angeles mà thôi. Yes, Los Angeles có tới 4 triệu đô la thêm thuế nữa. Thế thì bây giờ quý vị chọn mua điều gì? Và trên mạng hiện nay người ta nói Amazon.com và Walmart.com đụng độ nhau khủng khiếp luôn. Và chúng tôi thấy có một Walmart hiện nay đang bắt đầu tiến tới lợi thế rồi, càng ngày càng, nghĩa là rút ngắn lại cái khoảng cách từ trước tới giờ, là phần lớn người ta lên trên Amazon để mua hàng. Và quý vị phải đóng thêm 99 đồng mỗi một năm nữa để được gửi hàng 2 ngày. Vâng. Hoặc là gửi hàng sớm. Vâng. Tức là hoặc là và free shipping, gửi hàng miễn phí. Thế nhưng Walmart ngày hôm nay họ nói quý vị rất là thoải mái order ở trên mạng, xong quý vị lái xe đi vô tiệm Walmart pick it up. Vâng. Wow, quá tiện lợi luôn, không có gì phải thắc mắc. Và tôi ngồi nghĩ đó là cái lợi thế lớn nhất của Walmart và có thể đánh được Amazon. Bởi vì chỉ có những người nào mà không có Walmart họ mới lên Amazon để mua hàng thôi. Còn những quý vị nào đã có Walmart ở kế nhà mình thì điều đó rất là tiện lợi, phải không ạ? Và thay vì quý vị phải vô trong Walmart
Và thường chúng ta mua nó để làm gì? Thảo Anh, tôi thấy mua đồ lương thực không mà phải không? Mua sữa, mua trứng, những cái đồ chuối mình dùng hàng ngày ở nhà. Yeah, chứ mà không ai vào đó để mua cái mặt hàng điện tử hết. Tuy nhiên bây giờ đây, quý vị thấy trên trang mạng của Walmart đó, tất cả những gì mà bên Amazon có đó, Walmart cũng có. À. Và thêm một điểm nữa đó là Thảo Yên, cái giá nó khác nhau chỉ có 0.3% thôi. Hầu như là không khác biệt luôn. Và thậm chí có những món mà Walmart bán rẻ hơn Amazon. Có những món Amazon bán rẻ hơn Walmart. Và có những ngược lại. Nhưng mà nếu mà người ta so sánh ra tất cả đó, thì là quý vị phải đóng thuế. Quý vị khi mà mua Amazon, quý vị không né thuế được. Quý vị mua eBay, quý vị có thể né thuế được. Bởi vì eBay có những món hàng cũ, nhưng mà cũng có những món hàng mới. Bởi vì sao? Trên eBay đó không phải là đại công ty eBay. Amazon là của Amazon, cho nên nhiều cái món hàng quý vị mua là từ Amazon. Nhưng mà trên eBay là có những người thương lái nhỏ hơn. Thì họ khi mà họ ở ngoài tiểu bang khác mà họ gửi hàng cho quý vị đó, thì họ không tính thuế được. Nhưng mà Amazon thì họ vẫn tính thuế như thường. Bởi vì sao? Amazon có mặt ở California. Hễ mà cửa hàng nào mà có mặt ở tiểu bang đó là họ phải đóng thuế. Cho nên một lần nữa, chúc quý vị may mắn. Và ngày hôm nay tôi nhìn thấy cái gì tôi cũng cần ở trên đó. Chỉ có điều không có tiền thôi. Đang cần một cái màn ảnh đại vĩ tuyến 80 inches. À, cái màn ảnh mà mỏng như tờ giấy à? Cái màn ảnh mỏng như tờ giấy đó thì nó chưa được 80, nó chỉ mới có 65 mà giá của nó mới có 7.500 à. Chờ đến 80 thì nó lên tới 10,000+ lận Thảo Yên. Cho nên có rất nhiều món hàng chúng tôi rất muốn mua, nhưng mà nhìn lại thì không có tiền. Thế thì chuyện của một món hàng mà nhiều người mua lắm, đó là súng phải không? À vâng. Thì chuyện súng trong thời gian qua họ nói rằng cái con số nó đạt được kỷ lục cao luôn phải không Thảo Yên? À vâng thưa quý vị, theo tin mới nhất từ tờ USA Today, họ tường trình là cơ quan FBI vừa qua họ nhận được một cái lượng lớn nhiều chưa từng có từ trước đến giờ đơn yêu cầu kiểm tra lý lịch cá nhân để mà sở hữu súng thưa quý vị. Theo đó thì chỉ trong một ngày 24 tháng 11 vừa qua và cũng là cái ngày Black Friday, FBI nhận được 203.086 lá đơn, nhiều hơn cùng kỳ năm 2016. Năm ngoái họ chỉ nhận được tầm khoảng 186.000 đơn thưa quý vị. Và được biết là số lượng súng bán ra cũng tăng vọt, nhưng mà con số này chưa thể xác định là bởi vì một người có thể mua nhiều cây súng cùng một lúc nhưng mà chỉ kiểm tra lý lịch có một lần mà thôi. Thì cơ quan FBI họ nói rằng kể từ khi thành lập cái hệ thống kiểm tra lý lịch từ năm 1998 đến nay đã có 230 triệu đơn được tiếp nhận, và trong đó họ đã từ chối khoảng 1.3 triệu người không được phép mua súng. Và những đơn mà bị từ chối bao gồm những người từng bị kết án và tất cả những người từng có hành vi bạo lực ở trong gia đình. Và sự gia tăng lượng lớn người mua súng theo FBI là ngay sau khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp, ông Sessions yêu cầu có một cái sự duyệt xét lại hệ thống kiểm tra hồ sơ cá nhân, gọi tắt là CIIS thưa quý vị. Và trên mạng quý vị có thể tưởng tượng cái công ty sở hữu súng ngày nay họ quảng bá đủ loại súng, kể cả súng màu hồng nhìn vào tượng đồ chơi. Nhưng mà đặc biệt những cây súng này dành cho những người muốn tự vệ như Thảo Yên. Thảo Yên rất thích màu hồng. Màu hồng, màu tím, màu xanh. Trông giống như đồ chơi không quý vị? Yeah. Vậy mà nó là súng với cái giá 579 đồng một cây. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày quý vị.